À, xin kính chào thầy các cô và các anh chị sinh viên. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Nghĩa ở bộ môn quản cao cấp, khoa quản công nghệ. Thì hôm nay tôi xin phép trình bày một cái bài giảng ở trong cái học phần hình học đa phi và nhà phân clip dành cho đối tượng là các lớp đại học và cao đẳng sư phạm toán. Thì cái bài giảng tôi làm trong chương 2 là hình xác đa phi, đó là tiết 14 bài 8 tập tố đa phi, biến đổi đa phi. Thì các anh chị nhớ rằng là cái tài học tập chúng ta là có hai cuốn, một là cuốn hình học phim của tác giả Phan Minh Cương và Tạ Mân, hai là cuốn hình học phim và hình học clip trên những ví dụ và bài tập của tác giả Phạm Quang Bang và Phạm Bình Đô. Thì sau đây sẽ bắt đầu tập bài 8. Bài 8 tạm cấu học phim. Và biến đổi đa phi. Chúng ta vào phần 1 của bài, một nhỏ là một số định nghĩa. Thì trong cái mục này thì chúng ta xét cho cái A và A phẩy là hai không gian đa phi trên cùng một trường K, là hai không gian A phi ở trên cùng một trường K. Thì chúng ta có hai ba cái khái niệm sau đây. Thứ nhất đó là khái niệm đẳng cấu A phi. Thì khái niệm này được xây dựng dựa trên khái niệm hình xác A phi. Thì cái phần này đã giao nhiệm vụ cho chị đọc về nhà. Thì sau đây xin mời anh chị phát biểu chúng tôi cái khái niệm về đẳng cấu A phi. Xin mời công. Cái này thì nó là đẳng cấu A-phi. Mình cái này mình cắt được không anh? Mình cắt được. À, tuyến cường là cái xin lỗi. Anh ngồi xuống. Sau đây xin mời bạn là tuyến cường trả lời cho cái khái niệm của đẳng cấu A-phi. Cái này là ánh sáng A-phi em đi từ A đến A-phẩy giữa hai không gian A-phi A và A-phẩy trên trường A được gọi là phép đẳng cấu A-phi em là một sau này. Đồng ý. Chúng ta có khái niệm sau đây. Anh chỉ ghi cho tôi. Đó là một ánh sáng A-phi em. Một ánh sáng A phi nét đi từ không gian A tới không gian A phẩy được gọi là một đẳng cấu A phi, được gọi là một đẳng cấu A phi, đẳng cấu A phi. Nếu mà ánh sáng S đó là một song ánh, song ánh. Như vậy chúng ta có cái khái niệm đẳng cấu A phi, nó đơn thuần là ánh sáng A phi mà trong có S là một song ánh. Có một trường hợp đặc biệt thì song cái nếu mà tôi xét một cái song ánh một cái đẳng cấu A phi mà đi từ chính không gian A tới chính không gian A là ta gọi một ánh một đẳng cấu A phi. Như vậy là một biến đổi A phi, ta có một cái đẳng cấu A phi, đẳng cấu A phi S đi từ chính cái không gian A tới không gian A thì được gọi là một biến đổi A phi, được gọi là một biến đổi A phi. Là khái niệm thứ hai. Còn trong trường hợp nếu mà tôi xét hai không gian A phi A và A phẩy, nếu mà có một cái đẳng cấu A phi đi từ A tới A phẩy thì người ta gọi hai cái không gian A phi A và A phẩy là hai không gian A phi đẳng cấu với nhau. Chúng ta thứ ba đó là nếu tồn tại một đẳng cấu A phi S đi từ cái không gian A tới không gian A phẩy thì không gian A được gọi là đẳng với cái không gian A phẩy, và khi đó người ta ký hiệu là A đẳng cấu với A phẩy. Chúng ta có cái khái niệm thứ ba là có một cái đẳng cấu A phi S
đi từ A tới A phẩy thì người ta gọi A, A phẩy và đạt. Như vậy các anh chị bày xong cái luật đỏ là các định nghĩa về đạt tấu đối với Afin, và chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ là tôi nói về một số cái tính chất của đạt tấu Afin. Thì các anh chị nhớ lại rằng như sau, đó là nếu mà tôi cho một cái ánh sáng Afin em đi từ không gian Afin A tới không gian Afin A phẩy, thì khi đó cái ánh sáng Afin này nó sẽ tương thích với một ánh sáng điện tử F vector đi từ cái không gian A vector tới không gian A phẩy vector, thì hai cái không gian này đó là hai cái không gian vector liên kết với hai không gian Afin A và A phẩy. Đấy, tức là muốn có ánh sáng Afin thì ta phải có ánh sáng điện tử liên kết với cái ánh sáng Afin đó. Thì trong trường hợp khi mà chúng ta xét cái F này là đạt tấu Afin, tức là đó là một song ảnh, thì người ta sẽ chứng minh được rằng cái điều kiện đó thì tương đương với điều kiện cái ánh sáng điện tử liên kết của nó cũng là một song ảnh, tức là người ta gọi nó là đạt tấu điện tử. Đây cũng chung một tính chất một, đó là tính chất một. Tính chất một đó là một cái ánh sáng Afin F đi từ cái không gian Afin A tới không gian Afin A phẩy, nó làm một đạt tấu Afin, là một đạt tấu Afin. Nếu mà chỉ nếu là cái ánh sáng điện tử liên kết với nó, ánh sáng điện tử liên kết với nó là ánh sáng F vector đi từ không gian A vector tới không gian A phẩy vector, là một đạt tấu điện, là một đạt tấu điện tử. Bây giờ tôi báo cho chứng minh cái tính chất này. Như vậy anh chị nhận thấy rằng cái tính chất này là phát biểu tương đương nếu và chỉ nếu. Như vậy là cái việc chứng minh đó sẽ có hai chiều. Một là tôi sẽ bàn chuyện là chứng minh trường hợp. Chứng minh trường hợp tức là gì? Tôi làm cái giả sử cho f đi từ không gian A tới không gian A phẩy, đó là một đạt tấu Afin, là một đạt tấu Afin. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải chứng minh rằng cái ánh sáng điện tử liên kết F vector là đạt tấu điện tử. Chúng ta phải chứng minh, ta sẽ phải chứng minh là cái ánh sáng F vector đi từ A vector tới A phẩy vector là một đạt tấu điện tử, là một đạt tấu điện tử. Đấy. Bây giờ thì cái này thì dựa vào kiến thức của đại số tiến tính, anh chị biết rồi, để chứng minh là cái ánh sáng tiến tính là một đạt tấu tiến tính thì ta phải chứng minh hai điều. Một là ta phải chứng minh cái F vector đó là một đơn tấu, và vấn đề thứ hai là ta phải chứng minh nó là một toàn tấu. Như vậy sẽ có hai nhiệm vụ sau đây. Một là chúng ta phải chứng minh F vector là một đơn tấu, và bản chất ta chỉ cần chứng minh nó là đơn ảnh vì hiển nhiên nó là sản tính tính thôi. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải chứng minh được cái F vector là một toàn tấu, là một toàn tấu. Thì cái này thì đây là nhiệm vụ tôi đã giao chị về nhà, sau đó xin mời hai anh chị đi trình bày cho tôi hai cái chứng minh nhỏ này. Một là mời bạn Công của Trung An, xin mời. Các bạn khác thì đề nghị các bạn theo dõi cái chứng minh của bạn.
sau đây thì chúng ta sẽ xem lại chi tiết cái phần chứng minh các bạn. Phần thứ nhất của bảng công thì các chị nhìn đây. Bây giờ một chứng minh F vector là đơn cấu, ta có cái điều kiện là số tính tính. Đó là một F vector là đơn cấu, chúng ta cần chỉ ra được rằng là cái ke của F vector là nó chỉ một vector không. Thì để làm điều này thì bạn làm xong, bạn lấy x là một vector bất kỳ nằm ở trong ke F vector. Điều này có nghĩa là cái F vector tác động của vector x thì bằng vector không. Bây giờ bạn chọn một điểm bất kỳ là điểm M nằm ở trong không gian Lafin A, thì khi đó theo khái niệm của cái không gian Lafin thì nó sẽ tồn tại duy nhất một điểm N trong A để sao cho cái vector MN bằng vector x. Bạn giả sử rằng là M phẩy và N phẩy lần lượt là ảnh của M và N qua cái ánh sáng Lafin S, thì khi đó theo cái tính chất tương thích của ánh sáng thì tính liên kết F vector và F thì chúng ta có này là cái F vector tác động của vector x là bằng F vector bằng cái thiếu tác động của vector vào R, thì theo tính chất tương thích sẽ bằng cái vector M phẩy N phẩy. Nhưng mà do F do x nằm ở trong ke, do vậy thì là kết quả của cái này bằng vector không. Và bằng vector không thì có nghĩa là cái điểm M phẩy trùng với điểm N phẩy, và điểm M phẩy trùng với điểm N phẩy có nghĩa là cái điểm M trùng với điểm N. Và cái chị chú ý cho mở ngoặc giải thích rõ hơn một chút là cái chỗ này do chúng ta có F làm đặt đầu Alphin, tức là nó là một song ảnh, mà là một song ảnh tức là một đơn ảnh, thì do tính đơn ảnh của ảnh xa F nên nếu hai cái ảnh M phẩy N phẩy nó trùng nhau thì cái tạo ảnh của chúng là M và N phải trùng nhau. Như vậy chúng ta mở ngoặc giải thích thêm một chút, đó là do cái F nó là một đặt đầu Alphin đặt đầu. Và nếu mà cái điểm M trùng với điểm N, tức là cái vector x bằng vector M N bằng vector không, và từ đây bạn suy ra rằng là cái ke của F chỉ một có vector không, do vậy F vector là một đơn ảnh, và từ đó ta mới suy ra F vector đó là một đơn cấu, Đấy là cái phần thứ nhất của bạn công. Cái phần thứ hai của bạn Trung Anh là chứng minh rằng F vector là một toàn cấu. Thì để chứng minh tính chất toàn cấu bạn làm thì xong là bạn lấy một cái vector x phẩy bất kỳ nằm ở trong không gian Alphin và không vector a vector a phẩy, thì khi đó bạn phải chỉ ra được rằng là sẽ tồn tại tam ảnh của cái vector x phẩy. Như vậy bạn làm thì xong, bạn lấy một điểm m phẩy bất kỳ nằm ở trong không gian Alphin a phẩy thì cũng theo khái niệm của cái không gian Alphin thì sẽ tồn tại không có tồn tại một cái duy nhất cái điểm m phẩy sao cho là cái vector M phẩy N phẩy là cái thiếu là bằng vector x phẩy. Nhưng mà do F là một đặt cấu lý tính, một đặt cấu ở chỗ này bạn nghĩ bạn nhầm, là do F là một đặt cấu Alphin, tức là cái ánh sáng F này là một cái song ảnh, và là một song ảnh thì sẽ tồn tại cái tạo ảnh. Như vậy là với cái điểm M phẩy và N phẩy, bản thân M phẩy N phẩy nằm ở trong A phẩy này thì nó sẽ tồn tại tạo ảnh là cái điểm M và N nằm trong A, tức là F của M thì bằng M phẩy, F của N thì bằng N phẩy. Và khi đó thì bạn đặt cái vector x bằng cái vector MN, đương nhiên là MN nằm ở trong A thì cái vector x có thể nằm trong không gian A vector. Từ đó thì bạn có vector F vector tác động của vector x là bằng F vector tác động của vector MN. Nhưng theo tính chất tương thích thì ta có ngay là F vector tác động của vector MN nó chính là bằng vector M phẩy N phẩy, và khi đó là nó bằng cái vector x phẩy theo cách đặt của chúng ta. Điều này có nghĩa là mọi cái vector x phẩy nằm ở trong không gian A vector phẩy thì đều tồn tại vector x để sao cho F vector tác động của vector x bằng vector x phẩy. Điều đó có nghĩa là F vector là một toàn ảnh, mà nó là một toàn ảnh thì suy ra F vector là một toàn cấu. Và chúng ta kết thúc cái phần chứng minh cái trường phận ở đây là chúng ta chứng minh được hai điều: một là F vector là đơn cấu, hai F vector là toàn cấu. Nhưng ta cũng suy ra được rằng là F vector là đặt cấu lý tính. Đấy, những cái bạn nào mà các chị chưa rõ cái việc chứng minh thì các chị tham khảo lời chứng minh bạn nhanh hơn. Bạn nào chưa rõ cái
Để cái phần thứ hai và tham để chứng minh cái chiều đạo của cái tính chất này, thì thực ra cái vấn đề chứng minh chiều đạo cũng là quá trình ngược lại chứng minh chiều thuận, cũng khá đơn giản thôi. Do vậy các con này được về nhà, như vậy cái phần thứ nhất về nhà đề nghị kiến trị chứng minh cho tôi cái chiều đạo của cái tính chất một đấy. Ta tiếp tục. Và sau tính chất một này, chúng ta có số cái tính chất sau, đó là hệ quả của tính chất một. Hệ quả của tính chất một phát biểu như sau. Tôi nói chuyện sang tính chất hai. Để làm tính chất hai thì chị sẽ quan sát vào tính chất một. Chúng ta sẽ có cái nhận xét sau đây. Như vậy là theo tính chất một thì các anh chị có này là một phần ánh sáng afin, nó là một tập cấu afin. Khi và chỉ khi là ánh sáng tuyến tính, liên kết của nó cũng là tập cấu tuyến tính, tập cấu tuyến tính. Như vậy là chúng ta nhận thấy một cái điều như sau này. Theo cái định nghĩa thứ ba thì anh chỉ có như sau là tôi giả sử này, tôi cho hai cái không gian afin là không gian A và không gian afin A7 nó lần lượt liên kết với cái không gian A vector và không gian A7 vector. Thế bây giờ điều kiện để cái không gian afin A nó đạt cấu với không gian afin A7 thì tức là phải tồn tại một cái đặt cấu afin đi từ A tới A7. Nhưng nếu F là đặt cấu afin đi từ A tới A7 thì nó sẽ tương đương với theo tính chất một là chúng ta có cái ánh sáng cái tính liên kết của nó F vector, nó cũng là đặt cấu. Và nếu F vector là đặt cấu thì điều này có nghĩa là cái không gian A vector nó đặt cấu với không gian A7 vector. Do vậy chúng ta có cái phát biểu tương đương như sau, đó là điều kiện để hai không gian afin A và A7 là đặt cấu với nhau khi và chỉ khi là hai cái không gian vector liên kết của chúng cũng là đặt cấu với nhau. Đây là nội dung của tính chất hai, đó là hệ quả trực tiếp của tính chất một. Thì các anh chị ghi cho tôi về tính chất hai là hai không gian afin đặt cấu với nhau khi và chỉ khi là hai không gian vector liên kết của chúng là đặt cấu với nhau. Tiếp tục là tôi sẽ chuyển sang cái tính chất 3. Tính chất 3 là hiệu quả tính chất 2 được phát biểu xong để anh chị chú ý vào. Tôi vẫn giả sử là tôi cho hai không gian afin A và không gian afin A7 nó lần lượt liên kết với hai không gian vector là A vector và A7 vector. Chúng ta biết cái tính chất như thế này, đó là chúng ta gọi cái số chiều, cái số tôi giả sử là tôi cho A và A7 là hai thứ mặt chiều. Tôi giả sử số chiều của không gian A là n. Như vậy chúng ta biết là bản thân là cái số chiều của không gian afin A được định nghĩa là bằng số chiều của cái không gian vector liên kết với chúng, tức là khi đó không gian A vector cũng là không gian đối mặt chiều. Như vậy chúng ta có điều kiện như sau: nếu cái A mà đặt cấu với A7 thì như vậy theo tính chất hai thì cái A vector nó cũng đặt cấu với A7 vector. Nhưng mà chúng ta có, tôi giả sử là A và A7 là hai không gian hữu hạn chiều thì hai không gian vector liên kết của chúng cũng là các không gian hữu hạn chiều, mà hai không gian vector hữu hạn chiều đặt cấu với nhau khi và chỉ khi là chúng có cùng số chiều. Điều này có nghĩa là nếu mà số chiều của không gian A vector bằng n thì số chiều của không gian A7 vector cũng là n, và số chiều của không gian A7 vector thì nó sẽ bằng số chiều của không gian afin A7. Như vậy thì chúng ta thấy rằng điều kiện để hai cái không gian afin hữu hạn chiều là đặt cấu với nhau khi và chỉ khi là hai không gian vector hữu hạn chiều đặt cấu, mà hai không gian vector hữu hạn chiều đặt cấu thì chúng có cùng số chiều,
nhưng số chiều chúng ta vector liên kết thì bằng số chiều cho nam phi nam và phần điều đó có nghĩa là chúng ta một chất ba là hai không gian nam phi hữu hạn chiều là đặt cùng với nhau khi và chỉ khi là chúng có cùng số chiều. Đó là hệ quả của chất hai. Đấy, thì cái chỉ kim cái chất ba là hai không gian nam phi hữu hạn chiều trên cùng một trường cao, hai không gian nam phi hữu hạn chiều trên cùng một trường cao là đặt cùng với nhau khi và chỉ khi là chúng có cùng số chiều. Tiếp tục ta sẽ chuyển sang tính chất mối. Tính chất mối thì các anh chị chú ý bằng cái tính chất mối này bắt đầu một kết quả của lý thuyết tập hợp xong. Và tôi giả sử là tôi cho F là một đặc cấu affin, đặc cấu affin đi từ A tới A phần. Như vậy là nếu F là đặc cấu affin nên thì chỉ có thì tức là bản thân F là một song hành. Đây là cái dạng bình thường là song hành đi từ tập A tới tập A phần. Thì ta biết rồi, nếu mà một cái song hành thì bao giờ tồn tại ánh sáng đường của nó. Như vậy ta sẽ có cái ánh sáng đường lại ta ký hiệu ánh sáng F trừ 1 đi từ A phần tới A. A phần tới A. Và các anh chị nhớ rằng nếu F này nó là một cái đặc cấu điện tính, là đặc cấu affin thì cái ánh sáng điện tính liên kết với nó là F vector đi từ A phẩy vector cũng là một cái đặc cấu điện tính. Nhưng mà chúng ta có một kết quả thế này, đó là nếu F vector đi từ A vector thì A phẩy vector là một đặc cấu điện tính thì ánh sáng vượt của nó là ánh sáng F vector trừ 1 đi từ cái A phẩy vector tới A vector cũng là một đặc cấu điện tính. Và khi đó người ta dễ dàng để chứng minh được rằng là ánh sáng F trừ 1 này nó sẽ tương thích với ánh sáng F vector trừ 1. Và nó tương thích như vậy có nghĩa bản thân cái ánh sáng F trừ 1 này nó có một ánh sáng điện tính liên kết thì nó là ánh sáng affin. Và đương nhiên cho tính chất song hành của F trừ 1 nên nó cũng là một đặc cấu. Như vậy là chúng ta có phát biểu như sau, đó là nếu F đi từ A tới A vậy là đặc cấu điện là cấu affin thì ánh sáng đường F trừ 1 của nó đi từ A phẩy tới A cũng là đặc cấu affin. Và hơn nữa thì nó liên kết với chính cái ánh sáng F vector trừ 1. Đây là cái nội dung của cái tính chất bốn. Các chị ghi cho tôi, đó là nếu F đi từ A tới A phẩy là đặc cấu affin. Nếu F đi từ A tới A phẩy là đặc cấu affin thì ánh sáng được F trừ 1 đi từ A phẩy tới A cũng là một đặc cấu affin. Và cái đặc cấu điện tính liên kết với nó thì là ánh sáng F vector trừ 1 đi từ A phẩy vector tới A vector. Thì cái tính chất số 4 này thì nói như vậy thì nó cũng không phải là rõ ràng lắm. Do vậy tôi sẽ có một cái nhiệm vụ về nhà là chứng minh cái tính chất 4 là nhiệm vụ về nhà thứ hai của chị. Chúng ta chuyển sang tính chất tiếp theo, tính chất năm thì tính chất năm này dựa vào ba cái quan sát đơn giản sau đây. Quan sát thứ nhất là chúng ta nhận thấy rằng tôi đang xét các không gian vector trên cùng một, xin lỗi, là đang xét các không gian affin trên cùng một trường cao. Bây giờ tôi có rằng là bản thân cái không gian affin A nó luôn đặt đối với không gian affin A theo cái ánh sáng đồng nhất. Chúng ta dễ dàng kiểm tra cái ánh sáng đồng nhất là một đặc cấu affin. Cái thứ hai là nếu mà tôi có cái không gian affin A đặt đối với không gian affin A phẩy theo một đặc cấu F thì theo cái kết quả của tính chất bốn chúng ta có là cái không gian affin A phẩy cũng đặt đối với cái không gian affin A theo cái sản lượng F trừ 1. Là điều thứ hai. Cái điều thứ ba đó là nếu mà tôi có A đặt cấu với A phẩy theo cái đặt cấu F và A phẩy phải đặt cấu với A hai phẩy
theo cái đặt của G. Thì khi đó ta biết rằng là cái hợp thành của G hợp S đi từ A tới A 2/7 nó là một cái ánh xa afin. Nhưng mà do tính đặt tố của S, đặt tố của G nên ta dễ dàng chứng minh được rằng là cái G hợp S này nó cũng hàm đặt tố afin. Và do vậy nên là bản thân cái A cũng đặt tố với A 2/7. Như vậy chúng ta có tính chất thứ ba đó là A đặt tố với A 2, A 7, A 7 đặt tố với A 2/7 thì A sẽ đặt tố với A 2/7. Như vậy ba cái tính chất này lần lượt là các tính chất phản xạ là một cái không gian đặt tố với chính nó. Thứ hai là tính chất đối xứng, là nếu A đặt tố với A 7 thì ngược lại A 7 đặt tố với A. Và cái tính chất thứ ba là tính chất bắt đầu, là A đặt tố với A 7, A 7 với A 2/7 thì A cũng đặt tố với A 2/7 là tính chất bắt đầu. Như vậy là nếu mà tôi xét cái quan hệ đặt tố giữa hai không gian afin ở trên cùng một trường thì nó có đầy đủ các tính chất của một cái quan hệ tương đương, và chúng ta có cái tính chất số 5. Tính chất số 5 đó là hai cái quan hệ đặt tố giữa các không gian afin trên cùng một trường K là một quan hệ tương đương. Thì các anh chị ghi cho tôi là quan hệ tính chất 5 là quan hệ đặt tố giữa các không gian afin trên trường K thì có là một quan hệ tương đương. Như vậy là ta kết thúc cái phần 2 là chúng ta đã tìm hiểu một số các tính chất cơ bản của đặt tố afin và biểu bội afin. Chúng ta chuyển sang cái phần 3 đó là một số ví dụ về đặt tố afin và biểu bội afin. Chúng ta chuyển sang phần 3 là một số ví dụ về cái biểu bội afin, về biểu bội afin. Thì chúng ta có hai ví dụ cơ bản sau đây. Ví dụ thứ nhất là A nhỏ, là chúng ta nói về phép định tử. Thì thực ra thì các chị nghe phép định tử thì chị biết rồi, cái khái niệm phép định tử thì chị học ở trong phổ thông. Bởi vì bản chất là chúng ta coi cái phép định tử học trong phổ thông là các chị phép định tử trong mặt phẳng. Thì trong mặt phẳng ta coi là một không gian afin đặc biệt, là không gian afin hai chiều. Do vậy thứ nhất thì tôi mời các anh chị nhắc lại cái khái niệm về cái phép định tử ở trong học trong phổ thông, tức là trong không gian afin hai chiều. Xin mời Cường. Như vậy là trong một cái mặt phẳng, tức là trong không gian afin hai chiều, thì bạn mới lấy một cái điểm O và rồi K là một số khác không, thì bạn xét là cái không gian ở trên trường thực. Thì khi đó rồi như vậy một phép biến hình F biến mỗi điểm M thành điểm M phẩy, sao cho là U M phẩy bằng K là vectơ U M. Rồi tức là vectơ U M phẩy bằng K là vectơ U M. Đây cho mình họa hình này, đây là điểm U, đây là điểm M, đây là M phẩy, được xác định K là vectơ U M. Cảm ơn em. Một cái bình phép biến đổi như vậy, người ta gọi phép định tử ở tâm O và tỉ số định tử là K. Và trong cái không gian afin tổng quát thì cái phép định tử từ cái ký ức tương tự như là phép định tử trong không gian afin hai chiều mà khi học ở phổ thông thì ta ghi đưa ra cái sau. Định nghĩa giả sử là tôi cho không gian afin nha, cho một cái không gian afin ở trên trường K. Giả sử O là một điểm thuộc không gian afin và K là một số khác không của trường K, tức là K nhỏ thuộc bậc K trừ bỏ điểm không. Thì khi đó một cái ánh sáng F đi từ cái không gian afin tới không gian afin mà sao cho nó biến mỗi điểm M thành điểm M phẩy, thỏa mãn cái đặc tính vectơ là vectơ O M phẩy bằng K lần vectơ O M. Đấy, một ánh sáng F biến mỗi điểm M thành điểm M phẩy,
sao cho vết thương mô mở phải bằng cao được vết thương mô mở. Thì một ánh sáng này người ta phát đi tâm u và tỉ số cao, thì khi đó ép gọi là phép bị tượng tâm mô và tỉ số cao, tâm mô tỉ số cao tỉ nghiêng. Như vậy là chúng ta có cái khái niệm về phép bị tượng tâm mô tỉ số cao, nó tương tự với khái niệm phép bị tượng ở trong không gian hai chiều. Bây giờ ta làm một chuyện, ta sẽ kiểm tra xem là F này nó có phải một đẳng cấu bao phi một mạch cụ thể hơn là trong tình huống này đi từ chính A tới A. Do vậy ta phải kiểm tra xem F có phải là một đẳng cấu một, tức là một tiến độ đẳng hay không. Thì vừa rồi anh chị xem ở nhà thì chị biết rồi, chúng ta có cái mạch đề sau thể hiện cái điều đó. Mạch đề có hai phát biểu thứ nhất. Thì trước khi phát biểu cái này thì những cái văn bản của sẽ chỉ rõ cái ý nghĩa của nó sẽ chỉ rõ hơn. Như vậy thế này là một cái phép bị tượng S, một cái phép bị tượng S thì người ta sẽ chứng minh được rằng là cái phép bị tượng này nó là một biến đổi Alphi và nó là một biến đổi Alphi thì nó phải liên kết với cái dạng bình tĩnh. Người ta chứng minh được rằng là nó là một biến đổi Alphi, hơn thế nữa thì nó liên kết với dạng bình tĩnh S vector chính là bằng k lần ánh sáng đồng nhất của cái không gian Alphi này. Như vậy là chúng tôi được rằng một cái phép bị tượng nó là một biến đổi Alphi và nó liên kết với cái ánh sáng bình tĩnh chính là bằng k lần ánh sáng đồng nhất. Thì thứ nhất của vấn đề này là cái chỉ tin đó là phép bị tượng nó là một đẳng cấu Alphi, tôi xin lỗi, cụ thể nó là một biến đổi Alphi, là một biến đổi Alphi và nó liên kết với cái ánh sắc biểu tình là S vector nó bằng K lần cái ánh sắc đồng nhất của cái không gian vector A. Và phát biểu thứ hai ngược lại thế này, như vậy đề thứ hai người ta khẳng định được rằng là phép bị tượng là một biến đổi Alphi và nó liên kết với S vector như thế này. Thì vấn đề thứ hai ngược lại người ta khẳng định được rằng nếu một cái biến đổi Alphi mà nó liên kết với ánh sáng F vector bằng k lần ánh sáng đồng nhất thì người ta chứng minh được rằng nó cũng là một phép bị tượng. Và cái này người ta xét trong điều kiện là k cũng khác cả không và khác cả một. Thì cái chuyện là k khác không cũng đã đi ban đầu rồi, còn chuyện là tại sao k khác một còn cái nhận xét sẽ nói xong. Như vậy chúng ta có phát biểu thứ hai, đó là một cái phép biến đổi Alphi, một cái phép biến đổi Alphi mà liên kết với cái ánh sáng biến tính F vector bằng k lần ánh sáng đồng nhất của không gian A vector với điều kiện là k khác không và khác một, thì nó cũng là một phép bị tượng và một phép bị tượng có tỉ số là k. Và bây giờ ta sẽ chứng minh cái mạch đề này. Ta chứng minh cái phần y nhỏ của mạch đề này. Như vậy là để chứng minh cái phần y nhỏ của mạch đề này, ta xử lý như sau. Bây giờ để phải chứng minh rằng một phép bị tượng là một biến đổi Alphi mà nó liên kết với ánh sáng bị tính F vector là k lần ánh sáng đồng nhất, thì chúng ta có cái thao tác đầu tiên, đó là chúng ta phải chứng minh được rằng là F, tức là phép bị tượng đấy, nó là một ánh sáng Alphi mà nó liên kết với F vector bằng k lần ánh sáng đồng nhất của không gian vector A. Đấy, còn cái chuyện này chứng minh là đẳng cấu Alphi là biến đổi Alphi thì đã bàn xong. Thì cái nhiệm vụ này thì tôi giao chị về nhà xem buổi trước, nó cũng không phải là khó. Cho vậy sau xin mời bạn lên chứng minh cho tôi và xin mời bạn Nam. Các bạn khác,
các bạn khác thì các em nếu chưa chứng minh được thì các em xem lo lại cái chứng minh ở trong giáo trình và lấy chứng minh rồi các em biết lại được rồi. Rồi, cảm ơn em. Thì sau đó chúng ta sẽ cùng quan sát chi tiết lại cái chứng minh của bạn Lan. Đó là để chứng minh rằng là F là một ánh sáng alpha mà liên kết với cái ánh sáng tuyến tính F vector bằng K là ánh sáng đồng nhất của không gian alpha vector của không gian A vector, thì bạn phải chứng minh rằng là cái F này nó tương thích với F vector. Điều đó có nghĩa là bạn lấy một cái trạng điểm mờ bất kỳ thuộc vào không gian alpha và để chứng minh tính chất tương thích, tức là bạn phải chứng minh rằng là bạn gọi m phải là ảnh của m và m. Để chứng minh tính chất này, bạn phải chứng minh rằng f vector tác động ở vector m nào thì phải bằng cái cặp ảnh của nó là m phải m phải. Để điều mà bạn quan tâm thì muốn vậy bạn làm cho xong là theo cái khái niệm của cái phép vector, thì nếu m phải là ảnh của m qua ánh sáng alpha qua cái phép vector f, n phải là ảnh của n qua phép vector f, thì chúng ta có là cái vector om phải nó phải bằng k lần vector om và vector om phải nó phải bằng k lần vector om. Như vậy bạn có ngay là cái f vector tác động của vector m n nó sẽ bằng k lần ánh sáng đồng nhất tác động của vector m n, vì ta đã lấy cái k là f là k lần đồng nhất. Thì cái ánh sáng đồng nhất tác động của vector MN thì bằng chính nó, như vậy là bằng K lần vector MN. Thì cái này nó sẽ bằng K lần vector MN trừ vector OM theo cái tính chất của không gian alpha, thì nó sẽ bằng K lần OM trừ K OM. Nhưng theo trên thì cái trên thay cái K OM thì bằng OM phẩy, K OM thì bằng OM phẩy, và đương nhiên là OM phẩy trừ OM phẩy thì bạn biết thì nó bằng cái vector m phẩy n phẩy. Điều này có nghĩa là f là ánh sáng alpha và do f là ánh sáng alpha bạn làm luôn, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy cái ánh sáng đồng nhất đó là đặc cầu alpha, nên là k đặc cầu tuyến tính, nên là k là ánh sáng đồng nhất với điều kiện là k khác không, với điều kiện là k khác không, theo định nghĩa k khác không ở đây để cho nó thật thật ta bổ sung cho điều kiện là k khác không, thì nó cũng là một đặc cầu tuyến tính. Và anh này là cầu tuyến tính thì có nghĩa là cái ánh sáng alpha ánh liên kết với nó cũng là một cái đặc cầu alpha, nhưng mà đặc cầu alpha tự nhiên từ chính không gian A vào A, do vậy là F nó sẽ là một đối tượng alpha. Và ta kết thúc cái chứng minh đi ở đây, các anh chị thấy rằng là đã chứng minh được rằng là cái phép vị tượng là một đặc cầu một đối tượng alpha và liên kết với ánh sáng tuyến tính là cao hơn ánh sáng đồng nhất. Anh chị nào chưa chứng minh được tính chất này thì anh chị tham khảo nhanh cho tôi.
tiếp theo sẽ chứng minh cái tính chất hai y. Thì tính chất này coi là một cái cụ về nhà, tính chất hai y. Như vậy là chứng cụ đoan là chứng minh tính chất, là chứng minh cái bệnh đề hai y trong tập 3, bệnh đề hai y ở trong cái phần phần 3 là phép bị tự. À, sau đây ta chuyển sang cái phép tiếp theo, bên nhỏ là chỉ chuyển sang tịnh tiền. Bên nhỏ là tịnh tiền. Bên nhỏ là tịnh tiền. Thì thứ nhất là các định kiến về phép định tiền, thì cũng giống như phép định tự, cái khái niệm phép định tiền cũng là một cái phép, cũng là một cái phép định hình. Thì chỉ học trong phổ thông, tôi trong không gian làm bên hai chiều thì nó tương tự vậy. Thôi vậy có tôi nhớ phát biểu luôn, đó là tự cho a là một không gian làm phim, cho a là một không gian làm phim, và giả sử b là một phép cơ thuộc vào không gian a phép cơ. Và thì khi đó một cái ánh sáng, một cái ánh sáng S đi từ A tới chính cái không gian A, nó biến đổi vào mặt đặt trước sau. Đó là đây giả sử là cái vector V, đây là cái điểm M. Như vậy ánh sáng S này, ánh sáng S này nó sẽ biến cái điểm M thành điểm M phẩy, để sao cho là cái vector M M phẩy bằng vector V. Tức là ánh sáng S biến mỗi cái điểm M thành điểm M phẩy, sao cho cái vector M M phẩy bằng vector V. Thì chúng ta có một ánh sáng như thế này, chúng ta gọi là một cái phép tịnh tiền, một phép tịnh tiền theo vector V. Và cũng như phổ thông, chúng ta ký hiệu đơn giản cái phép đó là tên V và phép tịnh tiền theo vector V. À, tương tự phép tịnh tự, chúng ta có cái mệnh đề đơn giản sau đây để khẳng định được rằng là phép tịnh tiền nó cũng là một biến đổi nào phi. Thì mệnh đề giống như mệnh đề lần trước có hai phần. Phần thứ nhất đó là y, người ta chứng minh được rằng các chị y là phép tịnh tiền nó là một biến đổi nào phi, là một biến đổi a phi mà liên kết với cái ánh sáng tuyến tình chính là ánh sáng đồng nhất của cái không gian a vector. Nó liên kết với ánh sáng tuyến tình là ánh sáng đồng nhất của không gian a vector. Cái tính chất thứ hai ngược lại, đó là chúng ta người ta khẳng định rằng như vậy cái có này, người ta khẳng định rằng là nếu TV tức là phép tịnh tiến theo vector V nó là một biến đổi a phi mà nó liên kết với cái ánh sáng tuyến tình là ánh sáng độc nhất của cái a vector, và chiều ngược lại là cái biến đổi a phi mà nó liên kết với ánh sáng độc nhất của không gian a vector, thì nó cũng là một phép tịnh tự. Như vậy chúng ta có cái trường hợp là đó là một cái biến đổi a phi, một biến đổi a phi mà liên kết với cái ánh sáng đồng nhất, thì cũng là một phép tịnh tự, là một phép tịnh tiền. Thì cái phần chứng minh của cái bản đề này thì nó đơn giản hơn một chút so với cái phần chứng minh của cái bản đề về phép tịnh tự. Do vậy để cho nó tiện thì tôi sẽ nhân luôn. Ta sẽ chứng minh có hai phần. Tôi sẽ chứng minh phần thứ nhất và cái phần thứ hai là nhiệm vụ người nhà người chị. Bây giờ để chứng minh rằng phép tịnh tiền đó là một cái biến đổi a phi liên kết với ánh sáng tuyến tình là ánh sáng đồng nhất của cái không gian vector A, thì cái việc thứ nhất là tôi sẽ chứng minh rằng là cái phép tịnh tiền theo vector V là TV nó là một ánh sáng a phi,
sạc hàng phim và liên kết với cái ánh sạc đồng nhất của cái không gian A vector. Thế để chứng minh điều này tương tự như cái phần chứng minh của cái phép quy tự, là ta thấy ta sẽ chứng minh tính tương thích của nó. Đúng vậy, ta thấy với mọi cái cảm điểm MN bất kỳ nằm ở trong không gian Ampina, giả sử M phẩy là ảnh của M qua cách định kiến theo cách tương bên, và N phẩy là ảnh của điểm N qua cách định kiến theo cách tương bên. Thì theo cái khái niệm của cái cách định kiến thì chúng ta có ngay là nếu M phẩy là ảnh của M có cách định kiến thì tức là cái cách tương M M phẩy là bằng cách tương bên. Còn N phẩy là ảnh của N có cách định kiến thì ta có ngay là cái vector N ở N phẩy nó là bằng vector V. Thì khi đó ta sẽ có là cái ảnh sát đồng nhất X của A vector tác động vào cái vector M N, tác động của vector M N. Sau đó ta có cái ảnh sát đồng nhất ở X A của A vector tác động vào vector MN. Rồi thì nó sẽ bằng chính là cái gì nhỉ? Chính là vector MN ảnh sát đồng nhất. Tuy nhiên thì về vector MN tôi sẽ phân tích như sau. Nó bằng là vector M M phẩy cộng cái vector M phẩy N phẩy cộng với vector N phẩy N. Nhưng chúng ta dễ dàng thấy cái vector M M phẩy là bằng vector V, còn vector N phẩy N thì bằng vector trừ V. Như vậy cái vector M M phẩy cộng N phẩy N thì là vector không. Do vậy cái thằng này nó chính là bằng vector M phẩy N phẩy. Và từ đó chúng ta mới suy ra cái x a là ánh sáng đồng nhất của a vector, đó chính là ánh sáng quy tụ liên kết của cái phép quy tự tên mình. Và đương nhiên nó có một cái dạng quy tự liên kết thì tức là chúng ta suy ra ngay là tên mình nó là một ánh sáng affin, ánh sáng affin. Và chứng minh xong ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là chúng ta phải có khẳng định mạnh hơn, là chứng minh rằng cái phép định kiến nó là một hình của affin. Thì điều này khá đơn giản, thì chúng ta có cái dạng cái phép định kiến tên mình nó liên kết với sản đồng nhất, nhưng mà đương nhiên sản đồng nhất là đẳng cấu tuyến tính. Do vậy cái tên bên này nó cũng là một cái đẳng cấu affin đi từ chính không gian A tới không gian A. Do vậy cái tên bên này nó đương nhiên là một đội affin, và từ đó do đó cái tên bên nó là một cái biến đổi affin. Đấy là cái thứ nhất, và chúng ta anh chị nào cần tham khảo những cái chứng minh này thì tham khảo em thôi. Cái phần chứng minh thứ hai của nó, phần chứng minh ngược lại một cái biến đổi affin có liên kết đến sản đồng nhất thì nó cũng là một cách định tiền. Thì ta coi là nhiệm vụ của nhà thứ tư, đó là chứng minh cái mệnh đề 2i ở trong phần 3b. Chúng ta kết thúc bài hôm nay ở đây. Bài nhà yêu cầu các anh chị làm cái mục sau đây. Một là có bốn cái yêu cầu trong cái bài giảng này, bốn cái phần tôi chưa chứng minh chi tiết để nghị định chỉ để chứng minh. Cái yêu cầu thứ năm đó là yêu cầu các anh chị về nhà xem trước nội dung của các phần số 5 tới nghị số 8, tức là cái phần về định lý sự xác định về ánh sáng ao, cái biến đổi affin, về phép cấu sắc và cấu sắc trường affin, và đồng thời làm các bài tập trong chương trình. Bài giảng kết thúc đây. Chúng tôi